Vạn Phúc có tên thời xa xưa là Vạn Bảo, là trại có diện tích lớn nhất trong hệ thống thập tam trại thuộc tổng nội xưa. Ngày nay, về mặt hành chính, Vạn Phúc thuộc đất của ba phường Đội Cấn, Kim Mã và Cống Vị, quận Ba Đình. Nằm ở vị trí trung tâm tổng nội, Vạn Phúc xưa được chọn là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của cả vùng. Đình Vạn Phúc được xây do cả tổng trung sức công đức dựng lên. Gần đây, từ Gò Ấu, chỗ bãi đỗ xe Ngọc Khánh bây giờ, đền Miếu Trắng được chuyển về xây mới trong khuôn viên đình Vạn Phúc, quy tụ thành cụm di tích trong ngõ 194 Đội Cấn. Vạn Phúc còn có chùa Bát Tháp, đầy đủ đình, chùa, miếu. Người Vạn Phúc còn giữ được nhiều nét cổ khác như cổng nhà trăm tuổi, như việc tìm và viết tiếp gia phả, việc khôi phục tập quán dỗ tổ và tôn tạo nhà thờ họ. Trong ngõ 162 Đội Cấn, cách phố xá Sầm Uất không xa, có hai cổng cổ chưa tu sửa, vệt vữa bong lộ những viên gạch cũ. Sau mái cổng thứ hai còn nguyên nét chữ Hán ngót 100 năm là nhà thờ tổ họ Phạm Văn. Căn nhà mái ngói mũi hài, cột xà bằng gỗ này được xây sửa nhiều lần trên nền móng đầu tiên làm năm 1909. Ngôi từ đường cổ từng bị giặc Pháp đốt, rất may là vẫn giữ được một số hiện vật cổ và khi xây dựng lại vẫn giữ nguyên lối kiến trúc và bài trí cổ truyền. Khung nhà này đều là khung nhà cổ cả, với năm Kỷ Dậu thì cũng đã ghi rõ ở trên thước, trên cái đố kia, đấy đố ngang đấy, có cái bức hành phi này là cũng là ghi từ năm có từ năm đấy, dòng chữ là Đốc Khánh Gia Quang, nó thể hiện cái sự nhà là luôn luôn là hạnh phúc và sáng lạn. Thế và các cái đồ cổ ở đây thì có cái thứ nhất là trên trong cùng kia có cái ỉ hay là gọi là cái ngai. Cái ngai cũng là cổ và gọi là cái ngai cổ. Thế rồi thì đến là cái lư đồng đây, kia gọi cái đỉnh đồng đấy ạ, cũng là cổ từ hồi đó. Cái bát nhang đây cũng là cổ. Thế cái án giang đây cũng là từng là cổ đấy. Cái sầm này cũng cổ đấy ạ. Vạn Phúc còn có từ đường dòng họ Nguyễn Đăng, Nguyễn Văn và một số dòng họ khác. Không có nhà thờ họ cũng tổ chức ngày dỗ tổ. Truyền thống đẹp nhất của dòng họ nhiều đời được truyền lại, tiếp nối. Mối quan hệ thân tộc được khơi dậy, góp phần củng cố sự vững mạnh của mỗi gia đình. Dòng họ với ý nghĩa xã hội chính là sự tự hào về những phẩm chất đặc thù của dòng họ đang ngầm chảy trong dòng máu mỗi thành viên như một niềm tin, một lẽ sống. Dòng họ cũng chuyên chở những giá trị văn hóa nhiều đời một cách lặng lẽ mà vô cùng bền chắc. Không khí của những gia đình Hà Nội gốc, của những dòng họ lâu đời đất Kinh Kỳ thường đem lại cho ta cảm giác về sự trường tồn. Nhiều dòng họ trong làng Vạn Phúc đã duy trì thì gọi là sinh hoạt những các cái cổ ngày xưa của các cụ, cụ thể là các cái ngày dỗ tổ. Thế rồi các cuộc họp mặt đấy nó có nhiều buổi và đồng thời là cũng là tuyên truyền lại cái đức tính cần cù của cha ông mình cho thế hệ này. Giữa làng Vạn Phúc thuần nông, ít người đi học, họ Phạm với ước vọng tổ tiên Đốc Khánh Gia Quang đã có cụ Hàn Thùy mà cây cối trăm tuổi cụ chồng vẫn được lưu niệm trong công viên Thủ Lệ. Tiếp nối sau cụ Hàn là bốn thế hệ nhiều người họ Phạm đỗ cử nhân trên đại học. Truyền thống hiếu học được duy trì với kỹ khuyến học của dòng họ Phạm ngày nay. Vào cuối những năm 1980, trong phong trào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, các sinh hoạt tín ngưỡng làng xã truyền thống được khơi dậy. Công phu nhất là việc tổ chức đại đội tế lễ, đủ trang phục, đạo cụ cho ba đội, múa sinh tiền, đội dâng hương, đội tế nam quan. Để có được ngôi đình tọa lạc trên một khu đất rộng, có nghệ thuật trang trí kiến trúc đình mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 19, các cụ già trong làng đã đứng ra khởi xướng việc khôi phục các công trình thờ cúng lúc ấy đang bị hư hỏng hoặc sử dụng vào mục đích khác. Các
lớp học được truyền ra khỏi đình. Việc quyên góp được tổ chức để trùng tu đình, lấy nơi thờ cúng thành hoàng đức thánh Linh Lang. Các cụ bầu ra ban bảo vệ di tích, chăm lo mọi việc lễ nghi thờ cúng, bảo vệ cây xanh và mọi đồ tế tự. Đó mới rước lên đền Vai Phục Thủ Lệ. Nếu mà khi mà ai vào đến đình Hàng Tổng rồi thì đều có cái cảm tình luôn, là trông cái thế của đình, rồi đồng thời trông những cái cây xanh. Đền Miếu Trắng xưa được dựng từ thế kỷ 18. Năm 1998, đền được xây mới nhưng vẫn còn khá đủ các đồ tế tự cổ. Sau đó, đền đã rước sắc phong về từ Phủ Dày, đền Kiếp Bạc, hai nơi linh thiêng nổi tiếng. Đó là cách thiêng hóa đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Đức Thánh Trần và các chư vị tín ngưỡng dân gian, thu hút các con nhang đệ tử ngày càng đông tham gia hầu bóng, đội bát nhang, bán khoán. Vạn Phúc còn có chùa Bát Tháp, còn gọi là chùa Vạn Bảo, đã được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật. Chùa hiện ở chỗ số nhà 203 phố Đội Cấn, xưa trước là ngọn núi Vạn Bảo, một ngọn núi thấp ở kinh thành Thăng Long vào thời Lý Trần. Trong chùa còn giữ được nhiều pho tượng, di vật, chạm khắc mang phong cách thế kỷ 19. Trong đó có quả chuông đúc năm Gia Long II 1803. Sự hiện diện của các công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng thờ thánh, thờ Phật, thờ gia tiên, cùng với các hoạt động công đức trùng tu, tôn tạo và các lễ tục thờ cúng, lễ hội, cho thấy sự đa dạng trong đời sống tâm linh của một bộ phận không nhỏ người Hà Nội hôm nay. Các sinh hoạt cộng đồng truyền thống, những quan niệm, tình cảm mang tính lịch sử, phảng phất bóng dáng làng cổ xưa được phục hồi, như vấn đề dòng họ và tín ngưỡng. Giữa nhịp sống đô thị gấp gáp, điều đó giúp con người tái tạo lại tinh thần, giữ được thăng bằng trong cuộc sống.